Tôn Thất Hùng và chương trình Trường Học Trường Đời Việt TV Canada xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay tại thành phố Toronto, chúng tôi có hân hạnh được diện kiến nam tài tử Trần Quang. Anh đến Toronto trong một dịp thăm hỏi gia đình thân hữu thôi, nhưng mà chúng tôi có cơ hội là gặp gỡ anh và đã xin anh một vài phút giây để phỏng vấn và giới thiệu với quý vị của chương trình Trường Học Trường Đời. Xin giới thiệu với quý vị nam tài tử Trần Quang. Xin trân trọng kính chào quý vị. Cái tên hay quá, Trường Học Trường Đời. Vâng, thưa quý vị, trong cái cuộc sống của chúng ta, trường học cho chúng ta trí thức, trường đời cho chúng ta kiến thức. Nếu không có trí thức và kiến thức phối hợp lại thì quả tình cái cuộc sống của chúng mình sẽ gặp nhiều biến chuyển khó khăn lắm. Và nhân đây cũng xin trân trọng kính chào đến quý vị. Rất cảm ơn Tôn Thất Hùng đã cho tôi cơ hội để mà có dịp diện kiến. Dùng cái chữ diện kiến thì nó hơi lớn, nhưng mà có cơ hội để gặp gỡ quý vị. Vâng, xin chào quý vị, những người bạn và những người khán giả mà lúc nào tôi cũng tâm niệm làm sao đó để mà có thể đáp lại được cái tấm thiệt tình cũng như cái sự cảm mến của quý vị từ bấy lâu nay vẫn dành riêng cho Trần Quang. Cảm ơn quý vị lắm. Món nợ này quả tình khó trả quá. Thì thôi, hôm nay nhân nói chuyện với nhau thì cũng có thể coi như là một lời tạ lỗi. Xin kính chào quý vị. Thưa anh Trần Quang, anh khi nào thì cũng rất là khiêm tốn và rất là nhỏ nhẹ, rất là gentleman. Cảm ơn. Thưa anh thì rất là nhiều khán giả thế hệ lớn hơn em hoặc là cách em cả một generation luôn đó, thì họ nói là nghệ sĩ Trần Quang là nghệ sĩ mà có tốt nghiệp qua trường lớp, có qua formal training đàng hoàng tại Việt Nam, đó là trường Trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ. Dạ vâng. Dạ, nhưng mà người ta cũng nói là thông thường hình như là một cái tình hình chung ở trong cái giới mà giải trí cả thế giới luôn chứ không phải Việt Nam, là có những nghệ sĩ nổi tiếng thì lại không có qua trường lớp, nhưng mà có những nghệ sĩ mà học qua trường lớp rồi thì lại không có cơ hội để mà nổi tiếng. Nhưng đối với anh Trần Quang, nghệ sĩ Trần Quang, thì khi anh vừa ra trường thì anh đã nổi tiếng rất là nhanh, rất là lẹ. Và người ta nói là anh có cái đặc ân của Thượng Đế hay là sao đó, mà anh được học và anh được hành ngay lập tức. Thì anh nghĩ như thế nào về những lời nhận xét của khán giả? Thực ra phải nói rằng đó cũng là một cái sự may mắn. Tôi may mắn có được một cái chút tài năng, khả năng, đúng là khả năng nào đó. Thì trong cái thời gian ở trong trường lớp đang học ở trung học, thì mỗi một năm mỗi kỳ bãi trường đều có những cái chương trình văn nghệ. Thì bỗng nhiên các bạn không hiểu sao nó cứ đẩy tôi lên diễn ở trên sân khấu. Thế thì cái đó chỉ là vui chơi thôi. Nhưng mà sau này tình cờ có một cái cơ hội khi Trường Quốc gia âm nhạc kịch nghệ mở khoa thi, thì một người bạn khác đã tìm cách để mà làm đơn mọi thứ và thúc đẩy tôi vào để mà đi học. Vì nói rằng tôi có một cái khả năng diễn kịch rất là tốt, đừng nên bỏ phí. Lúc đó là năm cuối của trung học. Dạ vâng, yeah. Lúc đó thì tôi vừa thi xong tú tài 1. Dạ vâng. Yeah. Thế thì khi đi vào ở trong trường để mà nộp đơn thi ấy, tôi vẫn chưa phân biệt được giữa ca kịch và thoại kịch. Thì tôi xin thi ca kịch vì tôi nghĩ đơn giản ca kịch tức là vừa diễn và vừa ca. Nhưng mà đến khi thầy giám thị nhận đơn nói cậu nói tiếng Bắc mà cậu lại đòi thi ca kịch thì làm sao mà thi. Tôi bảo ủa thì ca kịch tức là vừa diễn kịch vừa ca, có cái gì khác đâu. Bảo không, ca kịch tức là cải lương. Tôi bảo dạ không, nếu mà cải lương thì tôi không đủ khả năng. Chắc lúc đó anh tưởng đâu ca kịch là opera. Dạ, yeah, một yeah. cái hình thức như thế. Yeah, thì cuối cùng thì tôi chọn cái môn thoại kịch. Rồi thì khi đi học ở đó thì nhờ các thầy nói gì thì nói, phải nói thẳng rằng có tài năng là một chuyện, nhưng mà nếu tài năng nó không được các bậc danh sư chỉ dạy thì cái tài năng nó sẽ khó thể nào bật phát lên và nó phát triển được. Nhưng mà khi mà mình được học hỏi như thế, mình lại phải tôi luyện với thực tế của nó, mình ra đời
để mà làm sao mình học hỏi ngoài đời. Xong rồi mình lại phải nghiên cứu rất là nhiều, nó phải kinh qua một cái quãng thời gian. Thế thì nếu mình lại có được một cái năng khiếu nào đó, nó dùng cái chữ may mắn tốt hơn đi, thì mình cảm nhận những điều các thầy dạy rất là mau. Thì khi mình cảm nhận được như vậy, vậy là mình ứng dụng. Ví dụ như giáo sư Vũ Khắc Khoan, khi ông nói rằng người diễn viên phải nắm được thứ nhất là ý thức, từ ý thức biến thành vô thức, từ vô thức đưa nó xuống tiềm thức. Thì ba chữ ý thức, vô thức, tiềm thức, ví dụ tôi và Hùng đang nói chuyện với nhau, đó là mọi hành động nó đều là vô thức cả. Những cái gì tôi đang nói đây là nó từ tiềm thức tôi nó phát xuất ra, thế thôi. Nhưng mà để hiểu được như vậy á, phải qua một thời gian rất là lâu. Khi mà diễn kịch, nên học kịch nghệ. Tại sao tất cả những diễn viên trên thế giới mà nổi tiếng mà họ vẫn tồn tại lâu dài? Vì được trường lớp ở trong kịch nghệ. Vì chỉ có kịch nghệ nó mới dạy cho chúng ta hiểu những cái phản ứng của cơ thể và biết ứng dụng những cái tác động tình cảm mà mình kiểm soát nó được. Thì phải học ở trong trường kịch nghệ. Stanislavski chẳng hạn, hay là những ông Sir Laurence Olivier, những bậc thầy của nghệ thuật diễn xuất đó, đều là những cái bậc tấm gương để chúng ta học hỏi. Thì những cuốn sách đó, tuy mình không học trực tiếp, nhưng cuốn sách đó ông đã dạy ra những Marlon Brando từ Actors Studio ra, và những tài tử nổi tiếng trên thế giới đều phải trong trường lớp ra cả, nên họ mới diễn được từ trong diễn ra ngoài để họ kiểm soát nó. Dạ vâng. Còn những, xin lỗi, còn cả lời cái câu, có những người mà không học mà họ vẫn nổi tiếng, nhưng họ chỉ được một vài phim thôi, tối đa là từ 1 tới 3 phim rồi hết. Và họ sẽ chìm lìm bởi vì họ không khai thác được cái tài năng, cái bản năng tồn tại ở từ trong ra ngoài. Tức là mình diễn mà mình kiểm soát được cái diễn của mình, cái đó khó vô cùng. Từ cái ánh mắt mình, cường độ ánh mắt tới đâu, nhìn như thế nào, nó mình phải control nó, kiểm soát được nó. Và cái hành động từ cái ngón tay của mình, từ cái dáng đi của mình, dáng đi mau đi chậm đi, tất cả mọi thứ nó đều phải được kiểm soát hết. Mà muốn được kiểm soát hết phải có học, mình mới hiểu được. Còn không thì mình diễn bằng quán tính, mình diễn bằng sự vô thức, tức là diễn bằng hành động tự nhiên mà người ta gọi là diễn theo theo quán tính hay là bẩm sinh, tự nhiên chủ nghĩa, thì nó sẽ không hút người ta. Nên những người đạt giải Oscar cứ để ý kỹ, họ diễn từng tí một, từng milimét một trên khuôn mặt. Cái đó đòi hỏi phải có học. Anh có nhắc đến giáo sư Vũ Khắc Khoan, đó là một nghệ sĩ lớn. Thì ngoài giáo sư ra thì còn những nghệ sĩ nào khác mà thời gian đó giảng dạy anh không? Thực ra giáo sư Vũ Khắc Khoan là một nhà kịch tác gia. Ông nổi tiếng với những cái vở Thần Tháp Rùa hay là Thần Cát Tư Hán. Phải nói vở kịch Thần Cát Tư Hán là vở kịch làm cho tôi thành danh và tôi được mệnh danh là Đại Hán thông qua cái vở kịch đó. Anh có thể kể thêm những kỷ niệm về vở Thần Cát Tư Hán không? Trong cái cuộc đời của tôi, nếu mà tôi có được cái tên Trần Quang là phát xuất từ cái vở kịch Thần Cát Tư Hán. Lúc học ở trong trường thì đã diễn vở Thần Cát Tư Hán, rồi sau đó để đi cứu nạn lụt, để có một cái bữa ở trên Viện Đại học Đà Lạt tổ chức 2 đêm trình diễn để lấy tiền cứu trợ cho nạn lụt ở miền Trung. Thì đoàn của chúng tôi đi lên ở trên Đà Lạt, lúc đó các thầy, các cha, mọi thứ hết, thì lo tiếp giáo sư. Giáo sư Vũ Khắc Khoan là giáo sư dạy ở trên Viện Đại học Đà Lạt và dạy trường kịch nghệ, trong đó có nhiều giáo sư dạy tôi lắm. Thì khi đi lên thì tất cả mọi người thờ ơ với chúng tôi lắm. Họ, bởi vì chúng tôi mới là sinh viên thôi mà, chưa có tên tuổi, chưa có cái gì để khẳng định được cả. Nhưng mà ngay cái đêm diễn đầu tiên đó, chúng tôi đã chinh phục được bằng tất cả những cái sự đam mê và những học hỏi. Câu nói mà làm cho tôi luôn luôn cảm nhận và tôi phải giữ, đó là khi giáo sư Vũ Khắc Khoan, ông là một kịch tác gia, một danh kịch, một nhà, nghĩa là tôi có thể so sánh ông một cách không có gì để, tôi phải kiêu hãnh để so sánh ông với lại Shakespeare. Ông viết rất là hay, những vở kịch của thầy Khoan viết hay vô cùng, hay từng chữ một. Thần Cát Tư Hán là tuyệt vời. Ông viết trong 10 năm cái vở kịch đó. Thì thầy sau khi diễn xong 3 tiếng rưỡi đồng hồ, thì tôi ngồi để maquillage, rồi thầy Khoan lên ôm tôi. Cảm ơn trò,
trò đã làm tên thầy trở thành bất tử. Chưa bao giờ một vị giáo sư danh vọng như thế, tên tuổi như vậy mà ôm một đứa học trò của mình và nói một cái lời nói trong đời tôi phải giữ. Chính nhờ vì cái câu nói đó mà luôn luôn tôi tâm niệm tôi phải làm sao xứng đáng để cho thầy tôi hãnh diện. Tôi trở thành một người diễn viên điện ảnh với một cái tâm niệm rất rõ ràng. Làm sao để bạn tôi hãnh diện nói tôi là bạn Trần Quang. Bố mẹ tôi hãnh diện nói Trần Quang là con tôi. Các con tôi ngừng cao mặt lên nói Trần Quang là tôi là con của Trần Quang. Vì những cái điều đó nó ràng buộc tôi rất nhiều trong cái cuộc sống của tôi với cái ngành nghề. Nên trước kia không nói với bạn, nói với quý vị là tôi hư lắm. Nhưng mà khi tôi trở thành một người diễn viên điện ảnh, một người tài tử điện ảnh, thì tôi lại giữ mình rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình đã là một tài tử nổi tiếng, người của đám đông, nhất cử nhất động, người ăn tiếng nói của mình đều được cùng quần chúng quan tâm cả. Do đó mình phải giữ cái hình ảnh của mình. Mà giữ hình ảnh của mình như vậy khó lắm các bạn ạ. Bởi vì con người ta mà tham sân si nó đầy đủ hết. Nhưng bởi vì mình muốn làm sao mỗi khi mình xuất hiện trên phim ảnh, mình đóng những cái vai trò, những vị anh hùng, những doanh nhân, những người thành đạt, những con người, làm sao để có thể lôi kéo được mọi người cảm nhận cái nhân vật của mình và họ tin cái nhân vật đó, họ yêu thích cái nhân vật đó và họ bị hút bởi nhân vật đó vì nhân cách và phong cách của nhân vật đó. Thì trong cuộc sống ngoài đời của mình cũng phải có một cái tư cách, một cái nhân cách sống. Làm thế nào để họ khi nhìn ngoài đời, ồ ông này hay quá. Trong khoảng thời gian mà anh đóng phim đó, trong cuộc đời của anh thì có bao nhiêu phim anh đóng? Có lẽ trước 75 thì tôi đóng khoảng 20 phim. Nhưng mà rồi sau đó tôi có làm cái chương trình phim Hồng, chương trình phim Kịch Hoa Hồng Xám ở trên đài truyền hình thì làm thêm mười mấy phim ở trên đó. Nó là một loại phim kịch mà tôi phối hợp với truyền hình, tức là giữa kịch và ngoài đời, giữa kịch và ngoài đời nó phối hợp lại để trở thành phim. Dạ vâng. Thưa anh, thì khi mà anh nhận những cái vai cho các phim đó thì vai chính diện hay là vai phản diện anh sẽ thích hơn và tại sao anh? Người diễn viên khi mà nổi tiếng có một cái đặc ân, tức là có quyền chọn lựa vai trò. Đó là cái đặc ân của những người diễn viên nổi tiếng. Khi mình chưa nổi tiếng thì mình không có cái quyền đó, nhưng mà đạo diễn họ sẽ nhìn, họ sẽ tìm để làm sao cái nhân vật của họ phù hợp với tính cách và nhân vật của một ai đó. Thì lúc mà làm cuốn phim Sinh Nhật Nơi Này Làm Quê Hương thì đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc, lúc tôi diễn Thành Cát Tư Hãn, ông có đi xem và ông ấn tượng với nhân vật Thành Cát Tư Hãn của tôi. Có lẽ cái dáng cách của tôi, cách diễn của tôi nó như thế nào đó. Lúc đó là anh chưa có ra đời luôn, vẫn còn là sinh viên. Vâng. Không, lúc đó là tôi đã ra trường tôi diễn Thành Cát Tư Hãn. Dạ. Rồi sau đó thì tôi phải đi lính. Vâng, đi lính thêm một bữa, tôi đang đi trên con đường về phép đi trên con đường bằng chiếc Lampreta. Thì một chiếc xe chạy ngược chiều lại và tôi nghe nó Trần Quang. Tôi nhìn không thấy ai hết. Chiếc xe ngừng lại trước mặt tôi và chết cha, không lẽ quân cảnh hỏi giấy tờ mình. Nhưng mà một người lừng lững cao tới bước tới hỏi tôi đi kìm cậu mãi, cậu biết tôi là ai không? Mình nhìn lên, dạ không, tôi là đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc. Dạ vâng, đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc đã có biết, đã có xem những cuốn phim của đạo diễn. Thế là nếu cậu đã biết tôi rồi á thì bây giờ vào đây. Cậu kéo tôi vào trong một cái chỗ quán, ngồi xuống, mở cặp ra, đây là hợp đồng, cậu ký tên vào. Dạ thưa, hợp đồng gì ạ? Mời cậu đóng phim rồi. Chưa tôi bao giờ nghĩ tới. Và không, cậu ký ngay, cậu tin tôi đi. Vai này rất phù hợp với cậu. Một vai công tử con nhà giàu nhưng mà thích phiêu lưu mạo hiểm, nên đăng ký đi, nên tình nguyện tòng quân để đăng vào biệt cách nhảy dù. Thấy không? Nó rất là hợp với cách ăn chơi phóng khoáng và cách của cậu. Ký ngay. Thế là tôi nhìn ông thì tôi gật gù, ok tôi ký. Và thế là tôi trở thành diễn viên. Ở đây em có hình số 3 và số 5. Về cái hình là anh đi lên lãnh giải thưởng giải Kim Khánh. Vâng. Vâng. Thì anh có thể kể cho cá nhân em và quý khán giả biết về cái giải này được không thưa anh? Sau cái giải thưởng năm 71 của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, tức là giải văn học nghệ thuật điện ảnh, giải văn học nghệ thuật của toàn quốc,
Thì tới năm 72, lúc đó thì không còn cái giải văn học nghệ thuật mà do chính phủ tổ chức nữa. Thì nhà báo, báo Trắng Đen, ông Việt Định Phương và một nhóm tất cả các nhà báo với hội tụ nhau lại, thành lập ra một cái giải gọi là giải Kim Khánh cho tất cả những ngành văn học nghệ thuật. Năm đầu tiên là giải là năm 72, thì là tiếp theo sau năm 71 đó, năm 72, thì họ làm ra một cái chương trình để cho khán giả chọn lựa những người nghệ sĩ trong nhiều bộ môn, ai là người giống họ như yêu bây thích giờ nhất. Gọi là People's Choice. Đó là People's Choice. Yeah. Thì làm hay lắm, làm tạo nên thành ra cái sự ganh đua giữa nhau như một cuộc đua xe đạp. Lần ngày hôm nay thì tôi nhất, rồi tới anh Hùng Cường, tới anh La Thời Tân, cứ như thế như thế. Trong bao nhiêu chặng đua, ví dụ trong 3 tháng hay là trong 4 tháng của một cuộc chọn lựa như vậy. Thì rất là hấp dẫn và người ta phải mua báo. Đó cũng là hình thức mua báo. Nó vui lắm. Mà họ lúc đó là voting bằng cái hình thức như thế nào thế anh? Tức là họ phải cắt một cái coupon ở trên báo trên báo để tất cả những cái bộ môn mình yêu thích ai, giống đi bầu ấy mà. Yêu thích ai thì mình ghi như thế nào thế nào thế thế nào. Là có từng category riêng, ví dụ như điện ảnh hoặc là kịch hoặc là cải lương ca nhạc. Vì thế bạn sẽ có một cái hình chung của tất cả những người mà được nhất về bộ từng bộ môn một. Thì tới khi mà tuyên bố giải thì ví dụ như anh Hùng Cường thì nhất là bên cải lương, Bạch Tuyết gọi là cải lương Chi Bảo, Kim Cương là gì đó mà mình cũng quên đó, gọi là cái gì kỳ nữ kỳ Kim nữ. Cương vâng. Em tức thấy là cái có tên một đặt tấm hình, nhà báo đặt hay lắm. Một tấm hình anh đứng bên cạnh ca sĩ Mai Lệ Huyền. Đấy là cái giải mà năm 72 để mà phát ở tại nhà hàng Maxim. Còn cái này là năm 73. Thì ngay Lệ Huyền là về nhất về nhạc trẻ, nhạc kích động. Elvis Phương thì về nhạc trẻ và nhạc popular. Ngọc Chấn là về ban nhạc. Còn tôi thì gọi là nam diễn viên được nam diễn viên xuất sắc và được ái mộ nhất, thậm chí hàng nữ diễn viên xuất sắc ái mộ nhất. Và họ lại còn theo kiểu Hồng Kông với lại các nước đặt là ảnh đế với ảnh hậu. Nên được phong là ảnh đế ảnh hậu, nhưng thực sự mình đâu lúc xứng anh, đáng anh, lắm. Anh có được ảnh đế? Tôi là ảnh đế. Thưa anh Trần Quang, khi mà anh xuất hiện và anh nổi tiếng trong cái giai đoạn vàng son của nền điện ảnh Việt Nam Cộng Hòa, và anh có nghĩ là như vậy là đã quá đủ với một người nghệ sĩ về điện ảnh, người nghệ sĩ nói chung, và hiện giờ anh có còn cái điều gì khắc khoải mà anh nghĩ là mình chưa thực hiện được hay không? Tôi quay quắt lắm. Tôi phải nói rằng trước 75, trong cái thời gian đương thời của tôi, nhưng mà tôi luôn luôn tôi planning ahead, tôi luôn luôn có sự chuẩn bị cho 5 năm. Thì tôi tính đến năm 1980, tôi sẽ thành lập một phái đoàn để đi qua bên Mỹ, Hollywood để mà học. Tại vì tôi sẽ set up một hãng phim, mua đất, mua đai để chuẩn bị làm hãng phim. Và đưa một ekip đi, riêng tôi sẽ học về đạo diễn, học về film producer. Và một số người sẽ học về cameraman, một số học về visual effects, special effects, mọi thứ. Rồi sau này đi về, học 1, 2 năm, 3 năm rồi sẽ đi về làm thành một cái hãng phim với nhau để làm sao có thể phát triển được nền điện ảnh của Việt Nam. Đó là cái mơ ước của tôi. Nhưng mà chẳng may 75 đến thì tất cả mọi cái nó đều tan hết. Nhưng tôi vẫn ôm một cái hoài bão đó, vì thế mà tôi cố gắng vượt biên rất là nhiều lần. Tôi ở lại cho đến sáng 30 tháng 4 mới rời khỏi trại. Thì nó bị kẹt cho đến năm 1900. Anh ở trong trại? Tôi ở quân đội. Lúc đó tôi về Biệt đoàn Văn nghệ Trung ương. Elvis Phương đi ngày 28, Thanh Việt ở lại với tôi. Thanh Việt khả năng mọi thứ đều trực cho tới sáng 30 tháng 4. Thì lúc đó tụi tôi mới tan hàng cố gắng. Thì nó bị kẹt từ đó cho đến tháng 2 năm 92 thì tôi mới được qua Mỹ. Trong thời gian đó nó cứ thôi thúc tôi phải qua Mỹ, qua để mà học hỏi để làm sao làm được cho nền điện ảnh của mình nó phát triển hơn. Bởi vì chỉ có điện ảnh, thông qua điện ảnh chúng ta mới có thể nói
cho những tuổi trẻ trong nước, cho với dân trong nước và cho thế giới biết Việt Nam chúng tôi là ai. Tôi muốn dùng thông qua điện ảnh để cho thế giới biết dân tộc của chúng tôi là ai. Những cái câu chuyện mà trên thế giới không bao giờ có thể có. Ví dụ vua Quang Trung 5 ngày đêm đánh trận Hạ Hồi, đi bằng thế nào, hai người khiêng một người ngủ trên võng, chạy 5 đêm ngày đêm để hạ được cả ngàn thớt voi như vậy. Hai Bà Trưng, Đức Trần Hưng Đạo, những cái đó thế giới không có. Huyền Trân Công Chúa, những mối tình những rất là hay. Tuyệt vời, nó tuyệt vời. Nhưng mà muốn thực hiện được cái đó thì phải đi học ở bên Mỹ, học kỹ xảo của họ. Ví dụ Lord of the Rings chẳng hạn, nó làm hay quá. Cả ngàn con voi biết mọi thứ, cả mấy chục ngàn người. Thì mình làm sao có người để mà diễn như vậy? Thì phải qua học. Thì đó là tôi ôm ấp từ trước 75 cơ. Nên đến khi mà qua Mỹ thì tôi cũng đã đi tu nghiệp, đạo diễn là vậy.